đã đến giờ làm việc. Trân trọng kính mời lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các học sinh đứng lên để chào cờ. Trân trọng kính mời lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các học sinh đứng lên chào cờ. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các học sinh thân mến, căn cứ công văn số 211 CVGDT gạch QLCL ngày 16 tháng 1 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỳ thi chọn sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023 thực hiện kế hoạch số 13 ngày 13 tháng 2 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang về tổ chức kỳ thi chọn sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023. Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang long trọng tổ chức lễ khai mạc kỳ thi chọn sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Vì lễ khai mạc hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được tổ chức và xin trân trọng giới thiệu bà Hồ Thu Vấn, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Huệ Khải, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận, chủ tịch hội đồng thi. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Hoàng Thúy Hằng, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Nhớ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố Mỹ Tho, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Mỹ Tho. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo các phòng ngành giáo dục tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Mỹ Tho, đại diện lãnh đạo các trường trung học phổ thông, trung học phổ thông chuyên có thí sinh dự thi. Trân trọng giới thiệu quý thầy cô tham gia công tác thi đến từ tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Long An và toàn thể các đồng chí thi. Các đồng chí phóng viên báo Hậu Giang, đài phát thanh truyền hình tỉnh Hậu Giang đến dự và đưa tin. Đặc biệt là sự có mặt của 54 thí sinh được tuyển chọn tham dự kỳ thi học sinh quốc gia trung học phổ thông năm nay. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các học sinh thân mến, để đi vào chương trình buổi lễ, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Văn Tính, phó trưởng phòng lý chất lượng cơ sở vật chất, phó chủ tịch hội đồng coi thi lên thông qua quyết định thành lập hội đồng coi thi chọn sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023 và trình bộ đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin được trân trọng mời ông. Năm học 2022-2023
căn cứ quyết định số 49 ngày 8/2/2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận về việc cử đoàn cán bộ giáo viên tham gia hội đồng thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022/2023 tại tỉnh Hậu Giang. Căn cứ quyết định số 91 ngày 10/2/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập đoàn thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022/2023 tại tỉnh Hậu Giang. Theo đề nghị của trưởng phòng quản lý chất lượng cơ sở vật chất, quyết định điều 1 thành lập hội đồng thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022/2023 tỉnh Hậu Giang đặt tại trường trung học phổ thông Vị Thành, phường 3, thành phố Vị Thành, thành phần gồm có và có tên trong danh sách kèm theo. Điều 2, hội đồng thi thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lãnh đạo, thư ký, ủy viên, bảo vệ, phục vụ bắt đầu làm việc từ 3:30 ngày 22/2/2023. Toàn thể hội đồng bắt đầu làm việc từ 8 giờ ngày 23/2/2023 và giải thể cho khi hoàn thành nhiệm vụ. Hội đồng được sử dụng con dấu của trường trung học phổ thông Vị Thành. Điều 3, tránh văn phòng, trưởng văn phòng có liên quan của Sở Giáo dục và Đào tạo huyện trưởng trường trung học phổ thông Vị Thành và các bà có tên trên đường 1 chịu trách nhiệm ghi nhận quyết định này. Giám đốc đã ký chuyển ngoài của nhà. Tiếp theo, tôi thông qua cái danh sách thành viên hội đồng của thi kèm theo quyết định. 1. Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận làm chủ tịch hội đồng thi. 2. Ông Hà Văn Thanh, trưởng phòng quản lý chất lượng giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, phó chủ tịch. 3. Ông Trần Văn Tính, phó trưởng phòng quản lý chất lượng cơ sở vật chất tỉnh Hậu Giang làm phó chủ tịch. 4. Ông Nguyễn Hải, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thuận làm thư ký. 5. Ông Trần Hoàng Nguyên, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Vị Thành tỉnh Hậu Giang làm thư ký, cùng các chức vị ở tỉnh Ninh Thuận có 7 chức vị, tỉnh Lâm Đồng có 8 chức vị và các ủy viên là cán bộ giáo viên công nhân viên của trường trung học phổ thông của tỉnh Hậu Giang là ủy viên, cùng với ngành y tế có bác sĩ Trần Văn Hùng là trung tâm y tế thành phố Vị Thành, ngành công an có đại úy Võ Hoàng Quý phó đội trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, đại úy Nguyễn Quốc Đế cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ, thượng úy Phạm Thành Tâm cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ. Còn thể danh sách gồm có 35 thành viên. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, thầy cô và các em, tôi vừa thông qua các quyết định thành lập hội đồng thi. Tiếp theo, tôi xin phép được trình bộ đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin mời hai thí sinh đại diện cho 54 em lên kiểm tra tình trạng niêm phong của ủy viên đề thi. Xin mời hai em. Yeah.
đài, xin kính chúc quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô cùng các em học sinh được nhiều sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Trần Văn Tính, Phó trưởng phòng quản lý chất lượng cơ sở vật chất, Phó chủ tịch hội đồng thi. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các học sinh thân mến. Tiếp theo chương trình của lễ khai mạc hôm nay, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận, chủ tịch hội đồng thi lên phát biểu khai mạc kỳ thi. Xin trân trọng kính mời ông. Mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn.
Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.